5.000 người thiệt mạng, cuộc phản công của Ukraine khiến Tổng thống Putin trả giá đắt. Quân đội Ukraine tăng cường phản công phía đông nam đất nước. Hệ thống không người lái của Mỹ sẽ định hình chiến trường Thái Bình Dương. Kim Chi kính chào quý vị đang theo dõi bản tin quân sự ngày 12 tháng 6 của DKN News. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Và tiếp sau đây, Kim Chi kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Năm nghìn người thiệt mạng, cuộc phản công của Ukraine khiến Tổng thống Putin trả giá đắt. Thưa quý vị, cuộc phản công của Ukraine đang tiếp tục diễn ra theo nhiều trực tiến công khác nhau ở Donbass và miền nam Ukraine. Quân đội Moscow đang chống trả và tình hình chiến trường đang trở nên rất căng thẳng. Cuộc phản công của Ukraine Cuộc phản công của Ukraine đã mang lại nhiều kết quả khác nhau trên chiến trường. Ở một số khu vực, lực lượng Ukraine đã chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đang đạt được những tiến triển tốt. Nhưng ở những nơi khác, sự kháng cự của Nga cứng rắn hơn nhiều và tiến độ của quân đội Ukraine chậm hơn. Trong gần một năm, quân đội Nga đã củng cố các công sự của mình. Vì vậy, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với những thách thức và sự kháng cự quyết liệt. Thật vậy, nhiều nơi có tới 4 tuyến phòng thủ, Nga hỗ trợ lẫn nhau. Các lực lượng Nga đang chống trả, nhưng khả năng của họ không đồng đều. Khi một số điểm trong hệ thống phòng thủ của Nga giãn nứt, quân đội Ukraine sẽ cố gắng tận dụng và đổ quân vào. Trong một ước tính mới về cuộc chiến, tình báo quân đội Anh đánh giá hoạt động của Nga không đồng nhất. Một số đơn vị có khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ cơ động đáng tin cậy, trong khi những đơn vị khác rút lui trong tình trạng rối loạn. Ngày càng có nhiều báo cáo về thương vong của Nga khi họ rút lui qua các bãi mìn của chính họ. Điều đáng ngạc nhiên là lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã rất tích cực tham gia chiến đấu trên mặt đất. Cơ quan tình báo quân đội Anh cho biết thêm, lực lượng không quân nga đã hoạt động bất thường ở miền nam ukraine tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu các cuộc không kích chiến thuật có hiệu quả hay không trong suốt cuộc xung đột lực lượng không quân nga đã không đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc chiến thật vậy họ hầu như không xuất hiện trong những thời điểm quan trọng của cuộc chiến hệ thống phòng không của ukraine đã hoạt động rất hiệu quả và ngăn cản máy bay nga phát huy tối đa khả năng của mình thương vong của nga ở ukraine Cuộc phản công của Ukraine tiếp tục gây tổn thất cho lực lượng Nga trên bộ. Vào ngày thứ 471 của cuộc chiến, quân đội Nga, công ty quân sự tư nhân tập đoàn Wagner và lực lượng ly khai thân Nga đã có hơn 800 binh lính thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt. Kể từ khi Kyiv bắt đầu cuộc phản công, Điện Kremlin đã tổn thất hơn 5.000 quân lính. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tính đến ngày 10 tháng 6, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 214.660 lính Nga, phá hủy 314 máy bay chiến đấu, tấn công, máy bay ném bom và máy bay vận tải, 299 máy bay trực thăng tấn công và vận tải, 3.909 xe tăng, 3.717 khẩu pháo, 7.607 xe bọc thép trở quân và xe chiến đấu bộ binh, 600 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 6.428 phương tiện và thùng nhiên liệu. 3.263 hệ thống máy bay, không người lái chiến thuật, vân vân. Quân đội Ukraine tăng cường phản công phía đông nam đất nước Thưa quý vị, các lực lượng Ukraine đã tăng cường phản công vào cuối tuần qua, với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng một chiến dịch đang được tiến hành nhằm giải phóng các phần lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở phía đông nam đất nước. Ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, điều quan trọng là Nga cảm thấy rằng họ không còn nhiều thời gian nữa. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng mục tiêu là giải phóng khoảng 18% lãnh thổ bị chiếm đóng ở các khu vực phía Đông Nam. Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết họ đã giải phóng làng Plahodanie ở phía Nam vùng Donetsk, đánh dấu sự phá vỡ ít nhất một lớp phòng thủ của Nga ở phía Nam, Velika Novosinka. Những người lính Ukraine vào Chủ nhật đã đăng một video ghi lại cảnh treo quốc kỳ của đất nước trên một tòa nhà ở Plahodane. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ của mình và tuyên bố đã phá hủy một số vũ khí tiên tiến do phương Tây sản xuất của Kyiv, bao gồm xe tăng lê do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh của Mỹ và một khẩu lựu pháo của Pháp. Hôm Chủ nhật, truyền hình nhà nước chiếu cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao huân chương sao vàng anh hùng nước Nga, huân chương quân sự cao quý nhất của đất nước cho hai binh sĩ, được cho là đã phá hủy một số xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra được 5 ngày và hiếm khi thừa nhận rằng đất nước của ông thiếu vũ khí hiện đại, đồng thời tuyên bố rằng các lực lượng của ông cho đến nay đang chống lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang vật lộn để kiểm soát một số lực lượng của chính Nga, với cuộc cãi vã kéo dài giữa Shoigu và nhóm bán quân sự Wagner ngày càng sâu sắc vào Chủ nhật. Zezani Prigozhin, người sáng lập Wagner, cho biết nhóm này sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm biến họ thành trực thuộc Bộ Quốc phòng sau khi ông Shoigu ký sắc lệnh yêu cầu tất cả các tiểu đoàn tình nguyện chấp vá của Nga và các lực lượng không chính quy phải ký hợp đồng quân sự. Ông Prigozhin cho biết Wagner sẽ tiếp tục trả lời một mình. Tổng thống Putin vì ông Shoigu không thể điều hành các đơn vị quân đội đúng cách. Chỉ huy lực lượng bán quân sự đã chỉ định một vị tướng khác, Sergei Serovikin là người mà ông ta có thể làm việc cùng. Cuộc đấu đá nội bộ công khai đã che mở một trong những thành công hiếm hoi trên chiến trường của Nga sau khi tập đoàn quân sự Wagner và quân đội chính phủ đụng độ xem ai xứng đáng được ghi công nhất vì đã chiếm được thị trấn Bakhmut mang tính biểu tượng quan trọng vào tháng trước. Cựu chỉ huy của một đơn vị quân đội Nga trong khu vực cho biết các chiến binh Wagner đã tra tấn anh ta, buộc anh phải quay video thú tội và họ đã đánh cắp một số đơn vị bọc thép từ lực lượng Nga. Các cuộc tấn công tăng cường của Ukraine diễn ra sau vụ đập cao khốc ca ngày 6 tháng 6, gây ra lũ lụt thảm khốc ở cả vùng lãnh thổ do Ukraine và Nga nắm giữ dọc theo sông Dnipro ở khu vực phía nam Kherson lũ lụt đã thu hẹp chiến tuyến bằng cách ngăn cản các lực lượng Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công ở đó. Hanna Malia, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết hôm Chủ nhật rằng Nga đã tái khai triển các đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất từ khu vực Kherson tới các khu vực tiền tuyến khác. Kip đã cáo buộc các nhóm phá hoại của Nga đã cho nổ tung con đập, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Gần 3.000 người cho đến nay, đã được sơ tán khỏi các thị trấn dưới sự kiểm soát của Ukraine, với các quan chức nói rằng nước bắt đầu rút vào Chủ nhật. Sự tàn phá còn tồi tệ hơn ở bờ đông do Nga chiếm đóng, nơi các cuộc sơ tán bắt đầu muộn và không đủ nguồn lực. Ihor Klimenko, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết hôm Chủ nhật rằng lũ lụt đã giết chết ít nhất 5 người trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và ước tính ít nhất 14 người thương vong ở các khu vực do Nga chiếm đóng trong khu vực Kherson. Ông Klimenko cho biết 35 người khác đã mất tích, trong đó có 7 trẻ em. Hệ thống không người lái của Mỹ sẽ định hình chiến trường Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo quan điểm của Hải quân Hoa Kỳ, cuộc chiến đấu trên biển tương lai sẽ liên quan đến các hệ thống vũ khí bao gồm máy bay có người lái và không người lái, tàu và các phương tiện khác. Một ngày nào đó một số hoạt động có thể sẽ chỉ được thực hiện bởi các nền tảng không người lái. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang xem xét hệ thống không người lái và công nghệ đột phá nào sẽ mang lại lợi ích cho lực lượng này trong các hoạt động đổ bộ trong vài thập niên tới và tổ hợp tàu nào sẽ phù hợp nhất cho các nhiệm vụ trong tương lai. Là một phần của thiết kế hiện đại hóa lực lượng năm 2030, Hải quân Hoa Kỳ đã đề xuất hai hướng phát triển song song trong bản cập nhật hàng năm vào ngày 5 tháng 6 một là khái niệm tác chiến đổ bộ thế kỷ 21 của Hải quân đang được nghiên cứu. Hai là nhóm tác chiến đổ bộ Hoa Kỳ, ARG và khái niệm đơn vị viễn trinh thủy quân lục chiến, MDU mới. Đề cập đến sự kết hợp giữa các nhóm sẵn sàng đổ bộ và tàu MDU và các đơn vị mà chúng mang theo. Khái niệm hoạt động đổ bộ thế kỷ 21 đề cập đến cách tiếp cận mới của các hoạt động, bao gồm việc sử dụng các nền tảng linh hoạt để bổ sung cho các tàu đổ bộ truyền thống. Những nền tảng linh hoạt này có thể là các hệ thống không người lái tầm xa, thâm nhập vào các khu vực chiến đấu, các hạm đội không người lái có người lái và các công nghệ đột phá khác. Daniel Woodman, Giám đốc Hội nhập Thủy quân lục chiến cho biết, Thủy quân lục chiến quan tâm đến việc thử nghiệm đưa bất cứ thứ gì không người lái hoặc tự trị lên tàu đổ bộ. Ông cho biết, khái niệm tàu mẹ là một cơ hội mới để thủy quân lục chiến thể hiện sự linh hoạt. Bằng cách nghiên cứu các đội có người lái và không người lái, và các nền tảng khác nhau, đồng thời sử dụng các công nghệ mới để tăng tính linh hoạt và khả năng chiến đấu. Các hệ thống không người lái trong tương lai có thể cho phép hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sử dụng nhiều tàu hơn, nhỏ hơn và rẻ hơn, khiến kẻ thù khó tìm và nhắm mục tiêu lực lượng viễn trinh hải quân hơn hoặc làm phức tạp khả năng của kẻ thù và khiến mục tiêu đó khó đạt được hơn. Vào đầu tháng 5, hạm đội thứ ba của Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận chiến đấu tổng hợp ngoài khơi đảo San Clement, California và gần San Diego, tập trung vào các cuộc tập trận tầm xa trên biển và dưới nước, giám sát và trinh sát, chỉ huy và kiểm soát cũng như phân tích tình báo. Trong cuộc tập trận, tàu khu trực lớp Jamwon USS Michael Mansour đã cung cấp nền tảng hành động cho các tàu nổi và tàu ngầm, phương tiện và máy bay không người lái trong quá trình thử nghiệm với các hệ thống có người lái và không người lái. Trong cuộc thử nghiệm, họ đã phóng chiếc máy bay không người lái từ USS Seagull. Các thử nghiệm liên quan đến việc tích hợp các hệ thống không người lái dưới biển, trên mặt nước và trên không vào khả năng chiến đấu liên tục của hạm đội trong môi trường chiến đấu. Một quy trình thực hiện chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục rất phức tạp. Những cuộc tập trận như vậy cho phép người vận hành có được kinh nghiệm thực hành với các hệ thống UAV đa dạng trong môi trường chiến đấu phức tạp những tiến bộ nhanh chóng trong liên lạc tiên tiến và hỗ trợ quyết định, đặc biệt là trong những năm gần đây, đã cho phép quân đội thiết lập chuỗi tiêu diệt nhanh hơn, hiệu quả và phản ứng nhanh chóng của các hệ thống không người lái là chưa từng có. Mục tiêu dài hạn của Hải quân Mỹ là tìm cách tích hợp các hệ thống không người lái này vào hệ thống chiến đấu tổng thể của hải quân dưới nước, trên mặt nước và trên không, đồng thời có khả năng thiết lập chuỗi tiêu diệt nhanh hơn và giữ chuỗi tiêu diệt mục tiêu để bị khóa lâu hơn và hoạt động trong bất kỳ môi trường đe dọa nào. Chương trình máy bay không người lái Kamikaze trị giá 1 tỷ đô la của Hải quân Hoa Kỳ, hay còn gọi là đạn dược làng vàng, được cho là phần bí ẩn nhất trong thiết kế hiện đại hóa lực lượng năm 2030 của Hải quân nước này. Theo Raytheon, chỉ có Raytheon đáp ứng yêu cầu của Hải quân. Mục đích của hợp đồng mới là lấp đầy khoảng trống quan trọng trong khả năng của Hải quân, đạn dược làng vàng. Hải quân Hoa Kỳ có một số lượng lớn tên lửa và một số loại máy bay không người lái, đồng thời có thể phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ tàu và tàu ngầm, nhưng chưa triển khai bất kỳ dạng đạn dược nào. Đạn lẳng vàng và tấn công tất các mục tiêu xung quanh. Không giống như tên lửa hành trình, các loại đạn bay lơ lửng thường có các cảm biến cho phép người điều khiển tìm và xác định mục tiêu. Điều này có nghĩa là các loại đạn lẳng vàng không cần phải bắn vào một mục tiêu cụ thể. Chúng có thể giám sát một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Tìm kiếm các mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như phát hiện và xác định tín hiệu bức xạ dạ radar, đồng thời khởi động các cuộc tấn công vào radar của đối phương. Một lợi thế khác của đạn lẳng vàng là chứng rẻ để chế tạo. Một máy bay không người lái như xa hết, bay với tốc độ không quá 192 km h có giá ước tính 20.000 đô la Mỹ. Người Ukraine cũng đã biến những chiếc máy bay không người lái rẻ hơn thành những loại vũ khí gây chết người, chỉ tốn vài trăm đô la mỗi chiếc. Một lượng lớn đạn dược, bay lượn giá rẻ, có thể áp đảo hệ thống phòng thủ hoặc hoạt động như bọt biển tên lửa, hấp thụ các cuộc tấn công từ tên lửa đất đối không, có thể nhằm vào máy bay hoặc tên lửa hành trình có giá trị cao hơn. Một khả năng cho chương trình đạn dược lẳng vàng của Hải quân Hoa Kỳ là phát triển tên lửa hành trình Tomahawk nặng 1.350 kg của Raytheon như một loại đạn làng vàng được lang thang. Nó có thể được phóng từ các tàu và tàu ngầm hiện có và không cần thiết bị mới. Tomahawk được trang bị động cơ phản lực cánh quạt hoạt động hiệu quả. Đầu đạn có thể được chế tạo nhỏ hơn nhằm tăng nhiên liệu và kéo dài thời gian chống. Các cảm biến và thông tin liên lạc mới sẽ biến nó thành một loại vũ khí làng vàng được kết nối mạng có thể nán lại trong khu vực chiến đấu trong thời gian dài, sẵn sàng tấn công bất kỳ mục tiêu nào có thể phát sinh. Hải quân Mỹ đã mua 50 tên lửa Tomahawk trong năm nay với giá gần 2 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Raytheon cũng có một máy bay không người lái điện gọi là Coyote, một máy bay không người lái giá rẻ, thường hoạt động cùng nhau như một bầy đàn để tấn công các mục tiêu trên mặt nước. Đàn máy bay không người lái được nâng cấp có thể tự động tìm và xác định mục tiêu dưới sự điều khiển của phần mềm. Đạn bầy đàn là con đường của tương lai và có thể cung cấp cho hải quân khả năng rất cần thiết mà không gặp trở ngại kỹ thuật và tài chính cao đến mức hải quân Hoa Kỳ tin rằng họ có thể bỏ qua quy trình đấu thầu cạnh tranh. Tuy nhiên, việc đặt hàng sản xuất một thiết bị chưa trải qua chương trình phát triển và thử nghiệm, đồng thời đẩy nhanh thời gian giao hàng đi kèm với sự rủi ro. Hải quân Hoa Kỳ có lý do quân sự chính đáng để che giấu chương trình đạn dược lẳng vàng của mình trước sự bành trướng của đảng cộng sản Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Thưa quý vị, mục tin quân sự của DKN News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.